là tiên nữ hạ phàm sao? Thôi chết, rung động rồi. Trước đây con ăn mặc như thế này thật tuyệt biết bao. Bây giờ con trông thuận mắt hơn rất nhiều. À, hóa ra là cháu à. Đúng là con gái lớn lên sẽ thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, trông con bé rất giống với mẹ của nó. Cả hai đều là mỹ nhân. Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Nghi lễ thừa kế sẽ bắt đầu. Con đang đùa cái gì vậy? Các vị, con gái tôi vốn luôn nghịch ngợm nên mọi người không cần để ý tới lời nó nói đâu. Rất vui vì con sẵn sàng thay đổi. Nhưng quản lý đất đai không phải là trò trẻ con. Con bây giờ còn trẻ, hoàn toàn không hiểu chuyện này. Nếu giao đất cho con khai thác, mọi người sẽ không tin tưởng. Nếu đã vậy, con hãy nói cho mọi người biết kế hoạch của con.
Điều này hoàn toàn không thực tế. Thật quá lý tưởng hóa. Bố không nghĩ kế hoạch của con sẽ thành công. Này, anh Nam, anh đang chỉ soi mói thôi. Kế hoạch của cô ấy rõ ràng là rất tốt. Đúng vậy. Dựa trên ý tưởng này, nhất định nên cho người trẻ một cơ hội. Đúng vậy, cũng 20 tuổi rồi. Đã đến lúc cô ấy nên tham gia vào công việc của tập đoàn. Đúng vậy, còn có chúng tôi nữa. Anh Nam, anh còn lo lắng điều gì? Nếu đã vậy thì hãy cứ điều hành thị trấn này. Bố sẽ luôn dõi theo con. Chẳng phải bố đã nói trước với con rằng con sẽ giao quyền quản lý cho bố sao? Tại sao đột nhiên lại lật kèo? Con về nhà trước đi. Bố sẽ tìm con sau. Chủ nhân lại biết cô ấy.
cả xem trên tivi. Nhà của các cô gái, tủ đồ Hải Vương. Chủ nhân không có đồ phù hợp thì đến nhà của các cô gái mua là được rồi. Đi khảo sát trong xưởng thời trang cao cấp. Cá khô đâu rồi? Cháu là con gái của Tú Anh. Đã lâu không gặp, sao đột nhiên cháu lại tới đây? Mặc dù cháu là con gái của Tú Oánh, nhưng ta có thể được lợi gì khi giúp đỡ cháu trong kinh doanh? Bây giờ cháu biết ta đã bán cổ phần của mình. Cháu nên hiểu rằng ta không có hứng thú với công việc kinh doanh của nhà cháu nữa.
Đợi đã, ta có nói là ta không giúp cháu không? Từ góc độ lợi ích kinh doanh, cháu thực sự không có gì trong tay để thu hút ta vào trò chơi. Nhưng cháu rất giống Tú Oánh, thành thật với người khác, thẳng thắn và dũng cảm trong mọi việc. Ta rất thích cháu. Mẹ cháu, cháu có biết tại sao lúc đó ta lại bán cổ phần của mình không? Tú Ánh phát hiện ra rằng bố cháu đã gian dối với mẹ kế của cháu Ân Hiểu Như, và bà ấy đang có ý định ly hôn. Nếu không thì tại sao bà ấy lại đặc biệt lập di chúc và để lại thị trấn cho cháu? Tú Ánh ban đầu đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, và một tai nạn xe hơi đã cướp đi bà ấy. Cháu có ổn không? Ta chỉ nói điều này thôi. Hy vọng cháu có thể cẩn thận hơn, đừng mù quáng tin tưởng cha cháu. Ngốc ạ, cháu là con gái của Tú Oánh, ta phải chăm sóc cháu. Cháu tưởng ta chưa điều tra sao? Nhưng mọi báo cáo điều tra đều cho ta biết đó thực sự là một tai nạn. Chắc hẳn bây giờ cháu đang cần đầu tư. Nếu ta là nhà đầu tư đầu tiên của cháu thì sao? Triển vọng phát triển của thị trấn quả thực rất tốt, và ta chắc chắn sẽ không mất tiền khi đầu tư vào đó. Trước tiên ta sẽ cung cấp cho cháu một khoản tiền làm vốn hoạt động ban đầu. Nhưng điều đó phụ thuộc vào cháu, về kết quả mà cháu có thể đạt được.
con đúng là có tiến bộ ha. Bố kêu con ở nhà đợi mà lại đi chơi đến giờ mới về. Có phải những cổ đông đã nói với con điều gì khiến con không muốn giao quyền quản lý cho bố mình không? Con thậm chí không tin bố mình. Con thật sự đã liên minh với người ngoài để chống lại bố mình à? Đóng góp? Con hoàn toàn không có kinh nghiệm kinh doanh. Vậy con có thể làm gì? Đóng góp lớn nhất của con là ngừng gây rắc rối. Mảnh đất này liên quan tới sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Ngôn Chương. Nếu giao cho con thì tập đoàn coi như xong đời. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con để bố điều hành công việc kinh doanh sao? Bố hiểu con đã lớn và trở nên nhạy cảm, muốn chia sẻ gánh nặng cho bố, nhưng con vẫn là học sinh. Nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập. Việc kinh doanh cứ để bố lo, con cứ việc đến trường học hành cho tử tế đi. Cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Vân Tuệ, tại sao con lại tìm cô ấy? Đúng là tự làm theo ý mình. Con cứng đầu như vậy thì bố không quản nổi. Nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, đừng đến tìm bố để giúp con. Chị giám sát.